Hồng xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe touring chuyên dòng xe đi phượt rất lạ mắt, đầu tiên về cửa hàng bên em. Mẫu xe Tsunami. Thì đây là một cái mẫu xe rất là mới lạ về bên cửa hàng bên em. Thường cái mẫu xe Tsunami, đây là một thương hiệu từ Nhật. Thường các bác được thường thấy trên những dòng xe Nhật bãi. Cái model của xe là model Blazer 26. Vâng, xe được làm từ khung thép rất là chắc chắn và cứng cáp nữa. Chuyên dòng đi các bác đi phượt để những cái thùng hàng, thùng đồ trên đồ phụ kiện đi những chuyến đi lâu dài. Bác nhìn thấy xe rất đẹp mắt. Đầu tiên về ở bên em. Xe của thương hiệu Nhật, nói rằng chung là những chiếc xe. Vâng, thì em sẽ giới thiệu qua các bác về cái dòng xe chuyên phượt này. Thì đây là cái mẫu touring Tsunami Blazer 26. Thì các bác thấy đấy, rất nhiều những cái dòng trên đây xe bên nhà em đây được review, được quảng cáo bên thị trường châu Âu rất là nhiều. Thì thường những cái anh Tây ở bên nước ngoài thường sử dụng những cái dòng xe này chuyên đi những dòng xe phượt hàng xa để phụ kiện như là lèo, quần áo, lồi liêu, travel. Đây là những dòng xe chuyên đi phượt xa các nhá. Đấy, những cái thùng hàng, thùng đồ trên xe đấy nhìn rõ ấy. Rất đẹp. Đây là một chiếc mà khung màu đỏ. Đây Tsunami đây. Đánh giá rất là cao bên thị trường bên Nhật. Vâng, đây trên cùng bác ở đây là cái mẫu Tsunami. Đấy, cái tông màu chủ đạo tông màu đen. Tông màu rất là sạch sẽ. Và đây cũng là cái mẫu đầu tiên về cửa hàng bên em. Và bản thân em cũng rất thích cái mẫu xe rất là lạ mắt như cái dòng xe touring Tsunami lần này em về. Dòng Blazer. Xe làm từ hợp kim khung thép không gỉ. Thì bởi vì sao dòng xe touring vượt xa được sử dụng cái khung thép cho các bác đi những cung đường rất là xấu, đi xa thì cần phải sử dụng những cái bộ khung rất là chắc chắn, khung thép tròn. Những cái tem chính hãng trên xe. Thường các bác thấy những cái dòng Tsunami thường xuất hiện những dòng xe trên Nhật bãi. Thì lần này em về một chiếc rất là đẹp luôn đó nhá. Nước sơn sơn zin của nó rất bóng và sáng. Và rất là hiếm được về một chiếc xe mà Nhật long lanh như vậy. Đây là sơn zin luôn nhá, sơn zin rất là bóng với cái tông màu đen. Đằng sau đuôi xe đây, bác nhìn những cái lỗ bắt các ba ga này. Đây, bác có thể bắt các ba ga để chân chống đèo, chuyên thù hàng hai bên như cái video mà giới thiệu qua cho các bác, chuyên để túp lều và đồ linh phụ kiện cho những chuyến đi xa. Có thể về lắp thêm hoặc để nguyên bác đi cũng được, bác đi đạp thể thao trên những cung đường phố. Đây, rất nhiều lỗ bắt ba ga. Mẫu touring Tsunami. Dòng khung thép về bên cửa hàng bên em đầu tiên. Em cũng rất là thích dòng xe chiếc dòng touring phượt xa như vậy. Nó hơi một chút cổ điển. Bộ khung xe giúp cho xe rất là chắc chắn, cho các bác đi thoải mái những cái cung đường xấu. Thường được sử dụng cái dòng xe này được hầu như là dòng khung thép. Tay lắm báng sừng trâu. Cái chiều rộng của cái ghi đông xe dài hơn so với những cái mẫu ghi đông thông thường của dòng cô linh và địa hình, giúp cho người đạp xe rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Tay lắm sừng trâu. Xe sử dụng với bộ tay bấm xả chính hãng của S-RAM. Vâng, xe sử dụng với bộ tay bấm xả của S-RAM chính hãng, thương hiệu đến từ Mỹ. Được trang bị với 9 tầng lip. S-RAM nữa nhá. Tay bấm xả của S-RAM. Cụm phanh trước là cụm phanh của chính hãng của S-RAM luôn. Phanh S-RAM. Phanh đĩa. Cua đình phanh đĩa S-RAM. Rất là cao cấp. Cổ phốt chính hãng của Bontrager. Bontrager là biểu tượng cho chúng tôi dòng xe Czech của Mỹ, đến từ Mỹ. Ghi đông xe Motachi Aluminum 661 hợp kim nhôm siêu nhẹ,
Bên phải em được trang bị với tay bấm xả, hai tầng đĩa chính hãng của SRAM, cụm phanh sau là cụm phanh đĩa của SRAM, những bản theo xe. Đằng trước thì có logo, logo nổi bằng thép, bằng thép nhé, thường thì nó là dòng kim loại nhôm, nhưng đây là kim thép Tatsumi luôn. Thường được xuất hiện những dòng sang trên Nhật bãi, biểu tượng của dòng Tatsumi, hình chiếc xe đạp, người đua. Xe có độ mới rất là cao, em đánh giá xe mới trên 90% xe, rất là hiếm về những dòng xe vượt đẹp như vậy. Càng hợp kim cũng hợp kim thép luôn đó nhá. Đằng trước là có cái chỗ lỗ bắt chờ, bắt lắp ba ga của xe, đằng trước để lắp ba ga, lỗ chờ của xe đây. Mayer chính hãng của Shimano. Cầm tròn inox rất sáng và bóng. Cũng cho các bác đạp xe mưa gió thoải mái không nhá, không sợ bị han gì. Vành nhôm, vành chính hãng của Japan, vành Japan luôn bác nhé. Đây tem đỏ vành Japan này. Đây, bác có thể dịch rõ này. Vành nguyên bản trong xe vành của Japan, cam inox rất sáng và bóng. Kích thước lốp 26 x 1.75, sử dụng cụm phanh đĩa ở SRAM. Đây Banager 26 thì kích thước của lốp xe, dòng lốp 26, vành 26. Cọc yên nhôm, yên yên lâu, yên của BWTB BNC. Sử dụng đùi đĩa XCM Samtour, gạt đĩa của SRAM X5. Củ đè sau là củ đè Shimano DLR, trang bị với 9 tầng lip của Shimano, Mayer của Shimano, vành vành đằng sau là vành của Japan, vành nhôm Japan, cam inox. Và bây giờ chúng đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 52. Chiều cao ngang khung xe là size 51. Thích hợp với các bác cao từ 1m65 đổ lên đó nhá, size cao nhá, 1m65 đến trên 1m7 đi vừa. Bây giờ xin mời lại chị hoạt động của xe. Lên lift rồi. Xuống lift, chuyển động rất trơn tru mượt mà. Trang bị với G-Drop của SRAM, thương hiệu Mỹ, củ đề DLR, vành Japan, vành nhôm của Nhật. Bên phải em gạt đĩa SRAM, hai tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, rất trơn tru mượt mà. Đùi đĩa của nó là đùi đĩa kích thước rất là nhỏ, giúp cho các bác đạp xe rất là nhẹ. So với những đùi đĩa dòng thông thường khác, đùi đĩa của dòng tua đinh bán to hoặc những dòng địa hình, thì đây là chiếc đùi đĩa chuyên dòng những dòng xe đi phượt, nó giúp cho các bác những vận tốc xe đạp rất thoải mái và nhẹ nhàng, rất là nhỏ. Em rất thích những mẫu xe đến từ Tatsumi, đến từ thương hiệu Nhật. Cái màu của xe là màu tông đen lì. Mẫu chuyên dòng xe đi phượt đường xa, hoặc các bác thích những dòng xe lạ mắt đi những cung đường phố. Đây là mẫu xe lý tưởng của hàng bên em về đầu tiên, mẫu Tatsumi khung thép. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Touring Tatsumi khung thép, vành cặp Japan, vành nhôm, full group chính hãng của SRAM, củ đề SRAM DLR. Và xe giá tốt với em là 6.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con tôi liên hệ qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh.
một thầy góc trên ngày mai.